bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục an toàn giao thông cùng với chị Kim Ngân. Xin mời chị. Cảm ơn Việt Cường với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, vừa xảy ra vụ tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai vào sáng nay làm một người chết và hai người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 1 năm 2017 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn khối 2 phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Vào thời điểm đó, xe tải mang biển kiểm soát 37C01320 chở trâu bò theo hướng Vinh, Hà Nội đến địa phận phường Quỳnh Thiện chạy với tốc độ cao, mất lái đã đâm lên vỉa hè. Tại hiện trường, hàng loạt cột điện và kiosk bị xe tải húc đổ. Xe tải chỉ dừng lại khi tông sập ngôi nhà ba gian của người dân. Phần đầu xe tải hư hỏng nặng, danh tính người bị nạn hiện vẫn chưa được xác định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Hơn 85% các vụ tai nạn giao thông đường sắt chủ yếu là xảy ra tại những điểm giao cắt với đường bộ. Vì thế, để đảm bảo an toàn đường sắt và giảm thiểu những rủi ro cho người dân, tại một số đường ngang dân sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được lắp đặt hệ thống cảnh báo và thanh chắn tự động. Mặc dù với số lượng chưa nhiều nhưng đã cho thấy những hiệu quả đáng ghi nhận. Đoạn đường ngang dân sinh đi qua địa bàn xã Nghi Liên, thành phố Vinh được xem là một trong những điểm đen về tai nạn đường sắt. Tuy nhiên, kể từ khi được lắp đặt hệ thống cảnh báo và thanh chắn tự động thì tai nạn đường sắt đã giảm hẳn, dù lưu lượng phương tiện đi qua đây khá lớn. Em hay đi qua đấy. Trước đây không có cái thanh chắn ấy thì là mọi người đi qua đây rất là khó để kiểm soát được là việc tàu qua hay không ấy. Thì dù có cái thanh chắn này thì nhà em cảm thấy là an tâm hơn. Ở đây là có kết nối với một cái trung tâm ở tại công ty. Được thường xuyên kiểm tra liên tục. Nếu mà có gì trở ngại thì họ sẽ báo cho cái người quản lý sẽ ra giải quyết trực tiếp luôn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 350 đường ngang dân sinh cắt ngang đường sắt với 90 đường ngang đã được cấp phép. Và trên toàn tuyến mới chỉ có 13 hệ thống cảnh báo tự động. Trong đó đã lắp đặt được 7 thanh chắn tự động ở Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc và Quỳnh Lưu. Ngoài cái việc là cảnh báo bằng chuông đèn thì bây giờ có thêm một cái cảnh báo bằng cần chắn nữa thì nó mang tính chất trực quan hơn, cho nên người dân người ta chấp hành tốt hơn và giảm thiểu rất nhiều tai nạn giao thông qua cái đường ngang cảnh báo tự động. Thì để tiếp tục phát huy cái hiệu quả đó thì đường sắt Việt Nam trong năm 2017 sẽ phấn đấu là phủ kín toàn bộ các đường ngang cảnh báo tự động, lắp thêm cần chắn tự động. Tuy nhiên, với hơn 340 đường ngang dân sinh còn lại chưa có hệ thống này thì việc hạn chế tai nạn đường sắt đang là một vấn đề nan giải. Ngay trong sáng hôm nay, ngày 20 tháng 1, tại km 315 730 đi qua địa bàn xã Nghi Kim, thành phố Vinh đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy với tàu SE32 làm một người bị thương nặng. Điều đáng nói, đường ngang dân sinh vừa được cấm sử dụng cách đây ít lâu. Được là mấy cái này rào đẩy lại này. Ở chỗ này là được chặn lại nhưng mà dân đấy mà họ vẫn phá để đi lại. Mỗi ngày, hơn 50 chuyến tàu khách và tàu hàng lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua Nghệ An. Trong khi hệ thống cảnh báo, thanh chắn tự động chưa được phủ kín, thì nguy cơ tai nạn đường sắt tại các đường ngang dân sinh là rất cao. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là ý thức người dân khi đi qua đường sắt cần phải được nâng cao hơn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Công ty Cổ phần Trung Đô và Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển Xây dựng Miền Bắc đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Kính chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục bản tin chiều cùng với Việt Cường. Cảm ơn chị Kim Ngân. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin về kinh tế, tài chính trong nước và quốc tế.